Người từ Tây Trúc về đây ai đón một lần, người từ Tây Trúc về đây thơm ngát thiền hương, người đến Phương Đồng ngoại mặt nhân gian suốt 9 năm dài. Giọt sương rơi là pháp âm diệu huyền, có đâu ngờ một hôm tuyết phủ đầu non, rừng thu lá rơi hải chiều chiên dâng. Ngờ đâu mùa sớm nụ hoa thơm nở bừng hương ác, một vầng trăng thanh thắp sáng hoàng hôn trần gian rồi thoát tư sinh, thiền tông pháp màu chiếu người quang minh, khuệ dục si mê phải dần tan biến, bồ đề nhân duyên cứu vớt quần sinh. Để đạt ma thiền quang lồng lộng, một vì sao mai chuyển hướng trời đông, bao kiếp mong chờ thời cơ đã đến, đèn tâm thắp dậy pháp màu truyền trao, một nụ tâm khôi nở bừng sáng lạng, một trời yêu thương tươi xuống hồn hoa, tình chúng vời vợi người về kính chào thầy chúng và kính mời cùng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, chúng ta ngày Chủ nhật đang học kinh Di Giáo, là những lời dạy rất là ngắn gọn của Đức Phật trước giờ nhập Niết Bàn, có nghĩa là nói theo cái ngôn ngữ thế gian hôm nay là
Trước khi Phật rời khỏi thế gian này thì không phải là thời gian nó dài nữa, vì suốt 49 năm giáo hóa Đức Phật đã nói đầy đủ rồi. Giờ sắp từ giả thế gian, Đức Phật không còn cái thân tướng để giáo hóa bằng thân tướng hữu hình mình thấy, nhưng sự có mặt của Phật vẫn còn đó trong trùm khắp trong tất cả chúng ta. Nhưng nếu không được nhắc nhở thì mình tưởng chừng giống như cảnh giới của thế gian chết là hết. Nhưng mà thật sự ra hôm nay trong mùa Covid, cái sự sanh tử chết chóc nó trùm khắp trên khắp thế giới với một số lượng rất đông, thì đó là cơ hội mà chúng ta nghe kỹ lại lời dạy của Phật. Thì hôm nay có ai còn nghĩ chết là hết không? Ai còn nghĩ chết là hết xin giơ tay lên. À, chết không phải là hết. Nhưng mà không phải nói suông, mình phải đang nghĩ cho người thân của mình, và chính là mình nghĩ cho mình nữa. Vậy chết rồi sao nữa? Chủ đề này thật ra tôi cũng không dám khoe với đại chúng, nhưng mà vì là Phật tử đi chùa từ 9 tuổi, lại có một cái duyên đặc biệt là mình hay được cử làm trưởng lắm. Thí dụ như khi còn nhỏ thì mình là đàn trưởng, trưởng của chừng 10 em nhỏ thiếu nhi. Lớn lên cái mình làm đoàn trưởng, lãnh đạo của khoảng 30 vị. Một thời gian sau được làm liên đoàn trưởng, lãnh đạo nhiều đoàn, vừa nam vừa nữ. Lớp nhỏ là Oanh Vũ, lớp lớn là Ngành Thiếu và luôn cả Ngành Thanh, mà nam và nữ. Hơn thế nữa, cứ như thế mình có một cái duyên của trưởng. Và khi có duyên là trưởng á, chúng tôi không bao giờ cảm thấy tự kiêu, mà cảm thấy là một trách nhiệm. Vì là trưởng cho nên cũng khoe đại chúng, học pháp có bao nhiêu đâu, mình mới là trung học là khoảng mười mấy tuổi thôi. Nhưng cô giáo của mình ở tiểu học rất là quý thương mình, hỏi con đi học Phật pháp biết cái gì kể cô nghe. Mà cô nhận tôi như là con nuôi, cho nên mình phải tha bài với cô. Mà tôi còn nhớ tôi cười, năm giới có thuộc hết đâu, nói cũng hai ba giới rồi phải hẹn để lúc khác bổ sung, chứ không nói hết được. Nhưng đó là những bước đầu tiên làm cho mình bao giờ học Phật pháp cũng phải học rất kỹ, không bao giờ học sơ sơ, tại mình có đối tượng mình phải trả bài. Đôi khi là bạn thì mình phải nói làm sao hấp dẫn để bạn mình thích học Phật pháp. Và cái điều đó khiến cho tôi bao giờ cũng tìm hiểu sâu sắc. Chưa hiểu sâu sắc, chưa hài lòng, mình sẽ không nói bạn mình không thích. Bạn ấy đâu có gì hay đâu, Phật đâu có hay, thì mình có tội. Mấy người đệ thông cảm như vậy. Cho nên đối với lời dạy của Đức Phật, nếu đọc qua nói qua xong ngay, nhưng hiểu cho sâu và phải thực hành như thế nào. Nhất là với chúng tôi, bây giờ tính bao nhiêu năm được gần gũi với đạo. Nếu tuổi đời mình 70 thì mình cũng phải ở trong đạo 60 năm. Thì mình học được gì trong những ngày giống như em Phương Lâm, mình được đến chùa đôi khi cũng bập bổm, hiểu không tới, nhưng mà không sao cả. Nó là một cái gì rất là bền vững của mình, lòng tin của mình, sự son sắc của mình đối với đạo. Đó, thì thưa đại chúng, chúng tôi cùng học với đại chúng kinh Duy Giáo với tinh thần như thế. Phật nói cái gì không phải đọc suông, nhất là đọc tụng chuông mọ cốc cốc chen chen xong đứng lên thì không phải là học Phật. Hôm nay chúng ta đang học phần đầu, khi Phật sắp đến giờ Niết Bàn, có nghĩa là xả báo thân, không còn hoạt động bình thường để mà giáo hóa cho hàng đệ tử xuất gia và hàng cư sĩ nữa. Thì Phật đã nói rằng lấy cái gì làm thầy khi Đức Phật vắng mặt trên thế gian? Giới là thầy.
Hôm nay mình có y giáo phụng hành chưa? Y giáo phụng hành vâng theo lời Phật, có y giáo chưa? Ai thấy rằng mình có hiểu và có làm cái điều đó xin giơ tay lên. Nhiều khi giơ tay để chụp hình đó nha, chứ chưa hiểu thiệt đó nha. Cái giới chúng ta hiểu hai phần nha, giới tướng và giới tánh. Giới tướng và giới tánh tức là giới thể, tánh là giới thể, còn tướng là hình tướng. Và cái mà tất cả chúng ta đều được có phước duyên tiếp xúc với giới vào lúc nào ai biết? Mình được tiếp xúc với giới vào lúc nào? Cầm micro cho nhanh. Mấy cái này chúng tôi thường hỏi quý vị là câu hỏi rất là dễ, nhưng thời gian của chúng tôi giới hạn lắm, cho nên mong đại chúng trả lời rất nhanh, đừng sợ sai. Những câu trả lời sai của đại chúng là nổi tiếng á. Người ta không nhớ tên mình đâu, đừng có sợ, mà người ta nhớ một sự kiện rất là thích thú, cho nên đừng có ngại khi phát biểu. Chúng ta tiếp xúc với giới vào lúc nào? Lúc quy y, lúc vừa bước chân vào đạo. Hầu như là có cái bước quy y. Và khi quy y như vậy thì đó là giới gì? Mình biết là năm giới. Rồi tu một thời gian lâu lâu, cái mình nghe nói có thập thiện nữa, cái mình giơ tay mình làm luôn thập thiện, thọ luôn 10 giới. Nhưng mà chưa chắc mình có làm nha. Mà giới của Phật là phải hành trì. Từ năm giới nó mang tính chất tiêu cực, dừng ác, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, để làm tâm trí điên đảo. Thì nó qua một bước tích cực hơn của đạo Phật là 10 giới. 10 giới là bước tích cực, không sát sanh mà còn phóng sanh, không trộm cướp mà còn bố thí. Vậy người tu thập thiện là bắt đầu bước vào cảnh giới tích cực. Và cảnh giới đó hành trì trong bao lâu thưa đại chúng? Đây là một điều chúng tôi ôn và nhắc đại chúng, ôn trên văn tự và nhắc trên thực hành. Chúng ta sẽ tích cực hành trì giới theo sự dạy dỗ của chư Phật, hành trì tới bao lâu? Mãi mãi, nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên hôm nay mình có đang làm cái điều này không? Tức là mang tính chất tích cực. Cái tiêu cực là để điều phục những cái tâm xấu dở của mình. Mình vẫn liên tục làm từ khi được tiếp xúc cho đến khi nào thành Phật. Chứ chết cũng chưa hết đâu nha. Chết mình còn tái sinh. Cho nên nếu mình có phước duyên, mình lại tiếp tục giữ giới. Và giữ giới như vậy cho đến khi thành Phật. Rồi 10 giới rồi, nó còn trong phạm vi của sanh tử luân hồi. Vẫn sanh tử luân hồi, dù là sanh tử lên đường lành. 5 giới trở lại làm người, 10 giới có thể câu hội vào cảnh giới cõi trời của chư thiên. Nhưng cảnh giới thấp, chư thiên cõi trời dục giới thôi. Mà muốn cảnh giới cao hơn thì phải tu thiền. Để tu tứ thiền. Rồi chưa xong, phải tu tứ không. Đó, để sinh vào hai cảnh giới thiền. Cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, không còn hình tướng. Tuổi thọ vô cùng, tử như vĩnh cửu, nhưng vẫn sanh tử luân hồi. Vẫn sanh tử luân hồi. Dù tiên nhân A Tư Đà có thể thấy suốt quá khứ vị lai của vị thái tử mới đản sanh là thái tử Tất Đạt Đa, nhưng qua tướng hảo của thái tử biết rằng ngài có hai con đường. Nếu ở đời với những cái tướng hảo này, ngài sẽ làm vua, mà vua của các vị vua. Một vị vua chuyển luân thánh vương tài đức. Con đường thứ hai, nếu ngài xuất gia, ngài sẽ thành Phật. Khi thấy
tướng hảo của thái tử tới đó thì tiên nhân rơi lệ. Phụ hoàng Tịnh Phạn Vương vô cùng lo lắng, không biết tại sao mà cái vị coi tướng này lại rơi lệ. Có điều gì xấu xảy ra cho thái tử chăng? Nhưng tiên nhân nói không. Thái tử vô cùng đầy đủ phước đức, nhưng tôi rơi lệ cho chính mình. Tôi sắp xả thân để sinh về cõi trời vô sắc giới. Và tôi rơi lệ vì tôi không có đủ phước duyên để làm học trò của vị Phật tương lai. Để được tu, được học, được tu con đường giải thoát sanh tử. Điều này hôm nay mình có phước duyên này không? Có. Nhưng có làm không? Chưa biết. Chưa biết. Học nhưng phải hành mới có kết quả. Học mà không hành vẫn không có kết quả. Những lời chúng tôi mang tính chất nhắc nhở đại chúng. Vô thường rất nhanh, mạng sống của mình rất ngắn ngủi. Hãy nỗ lực. Và cái tu của đạo Phật, quý vị trình kiến giải thử coi tu khó hay dễ. Tu bao lâu, trong bao lâu? Mời phát biểu. Vì mình không hiểu điều này mình ngán lắm. Ô, giáo pháp quá nhiều, Phật giảng tam tạng kinh điển mình đọc chưa hết rồi mình tu làm sao đây? Nhưng chúng ta có chánh kiến thì mọi việc lại trở thành dễ dàng. Và mỗi lần dừng lại chính là chúng tôi giúp cho đại chúng có thêm một cái nhìn trí tuệ để mọi việc trở thành không khó, không khó. Mời Từ Hoa Khai. Cái này tôi cũng mời Khánh Tuệ đó nha. Tôi đang show up cho Khánh Tuệ mà có khi Khánh Tuệ đi viếng ở cảnh giới nào đó. Mời Từ Hoa Khai. Thầm vô Phật, người tu thành Phật thì tu ngay bây giờ, ngay trong hiện tại. Và một phút giây nào mình ở trong cái sự thanh tịnh yên tĩnh đó, tĩnh lặng đó là mình đã là Phật. Nhưng mình chỉ là một giây phút đó thôi. Nhưng nếu mình tiếp tục giữ được mãi mãi thì cái đó mới là cái nguyện lớn để mà trở thành một vị Phật có thể trong tương lai. Dạ, mô Phật kính bạch Thầy, con là Khánh Tuệ. Con cứ nhớ trong lòng là con đã may mắn, con đã được đi xuất gia, con được ở trong thiền viện để mà tu học từng giờ từng phút. À, giờ này văn tự con đã được thầy dạy con, thì con ráng con thực hành, và con có sư đệ cũng đã giúp con thực hành cho giỏi. Thành ra tất cả mọi người chung quanh con đều là trợ duyên giúp đỡ con, cho nên mà đối tượng để tâm con trồi lên những cái gì chưa thanh tịnh, và đối tượng để giúp cho mình có thành tựu tốt đẹp trên việc tiến tu. Nhưng tôi mời Khánh Tuệ là một phát minh của Khánh Tuệ tuần trước, nhưng mà chắc tôi quên rồi cho nên tôi nhắc lại. Cái tôi muốn nhắc đại chúng là tu ngay một niệm thôi. Còn nếu mình không thấy rõ ha, và nếu trong một niệm này mình không khởi một cái gì á, thì đó là tâm gì? Ai mạnh dạn xác định đó là tâm gì? Giờ này không khởi một niệm gì hết thì tâm gì? Ai dám nói đó là tâm Phật của mình? Xin giơ tay lên. Nếu mình vẫn không khởi một niệm nào thì là tâm gì? Ai dám xác nhận vẫn tiếp tục là tâm Phật? Xin giơ tay lên. Và đó chỉ khi nào quý vị bước vào thiền tông, quý vị mới nhận được cái trí tuệ này. Còn nếu không, dù là chúng ta tu bao lâu mà chưa có duyên được khai thị bởi các bậc giác ngộ trực chỉ của nhà thiền, thì mình cũng rất vất vả tìm tu từng bước. Nhìn có vẻ như khiêm cung, nhưng có thể lạc đường. Có thể lạc đường. Tại vì trên cái con đường đó, gọi là tìm tu đó, đôi khi chúng ta
lại trí tuệ không có viên mãn để bảo nhậm, có nghĩa là giữ gìn cái tâm Phật hiện có của mình. Chúng tôi xin vào bài, đó là một lời nhắc nhở tổng quát và mong đại chúng nhớ cho thấy nhiều nhưng mà không có nhiều ít. Đây là cảnh giới mê và tỉnh thôi, không có nhiều ít, không có dài ngắn. Không nói ồ, quá nhiều niệm, tu phải nhiều năm, nhiều thời gian, không có nhiều ít, vượt qua đối lại. Không có dài ngắn, vượt qua. Đó, chỉ có mê và tỉnh luôn, mà mê và tỉnh vẫn là huyễn hóa nữa đó. Mấy người này hiểu chỗ này không? Còn mê tỉnh vẫn là đối đãi hai bên, huyễn hóa. Mình có tỉnh hay không, để không bị gạt. Và bây giờ xin vào bài của mình. Đức Phật trong giờ sắp Niết Bàn có dạy rằng, sau khi ta nhập Niết Bàn, các ông phải tôn trọng giới luật và y đó hành trì sẽ được giải thoát, là một ý quan trọng nhất. Ý thứ hai, tôn trọng giới luật chính là tôn trọng ai? Tôn trọng Phật. Ta nếu còn ở đời lãnh đạo các ông, sau khi ta nhập Niết Bàn thì người lãnh đạo các ông chính là giới luật. Giới luật. Chỗ này chúng ta sẽ nhắc đến một đoạn lịch sử, không những của thời gian 25 thế kỷ trước mà cho đến hôm nay. Để biết rằng mỗi tông phái, mỗi thiền viện, mỗi thiền tự, khi thầy mất đi, ai là người lãnh đạo? Chúng tôi sẽ quay lại, bây giờ đi tiếp lời Phật dạy đã. Vì sẽ có những người không hiểu được một cách trí tuệ vấn đề này, mà có những tranh cãi phàm tục xảy ra chốn thiền môn thanh tịnh. Quý vị hiểu không? Khi một vị trụ trì có khi chưa tịch nữa, đã có sự tranh giành ảnh hưởng, có thể là từ tu sĩ mà cũng có thể từ sự kích động của Phật tử, bởi từng nhóm của Phật tử. Đó, thì chúng ta phải hiểu cho thật rõ, ai là người lãnh đạo giáo pháp, ai là người lãnh đạo một cái ngôi tam bảo thanh tịnh. Có giới luật thì chẳng khác nào đi trong đêm tối. Đi trong đêm, cái gì là quý nhất? Đèn sáng. Mà khi đó quyết không bao giờ sẽ bị lạc đường. Đó, giới như là ngọn đèn sáng. Đi trong đêm gì? Vô minh. Đêm gì nữa? Đêm gì? Quý vị điền vô cho thật là sâu sắc. Và khi mình ngồi mình học pháp là vậy đó, đừng có đọc cho nhanh như đánh vần rồi đọc chữ. Đêm gì? Đêm dài. Vô minh, đêm dài, sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi là đêm dài. Khi mình gặp ánh sáng của giới, của lời Phật dạy thì như gặp ánh đèn, sẽ giúp mình không lạc đường, không có quanh vẩn trong con đường tối khổ đau đó. Các ông đã có giới luật chưa? Có giới luật thì nên vui mừng như được của báo. Có ai ở đây chưa có giới không? Khi nãy chúng tôi có nhắc đại chúng đó, có hai phần: giới tướng và giới tánh, giới thể. Giới tướng là đang kể đó, năm giới, rồi mấy giới nữa, 10 giới. Rồi Phật tử sẽ nói rằng, con biết còn có một giới nữa Phật tử, hai giới nữa Phật tử con có thể thọ là giới gì? Xin điền vào. Bác quan trai mỗi tháng một lần, coi như tập tu như người xuất gia. Nhưng riêng có một người tu bác quan trai liên tục, đố quý vị biết ai? Hả? Cầm micro nói để cho người ta biết ai nói câu đó. Ai Khánh Dân? Ai mà tu bát quan trai liên tục?
Mô Phật kính thưa sư phụ, dạ người xuất gia. Người xuất gia tôi bác con trai lữ thôi. Rất quớt. Bác quan trai là người cư sĩ tập tu xuất gia, rồi xuất gia tu bác quan trai liên tục. Thì rồi mời còn cô Khánh Tuệ. Dạ mô Phật bạch thầy, con liên tưởng đến mà bà hoàng hậu gì mà vua Ba Tư Nặc cưới. À, Mạc Lợi phu nhân. Dạ Mạc Lợi phu nhân bà. Bà liên tục tu bác quan trai. Dạ. Trong hoàng cung. Đó. Và nếu có giới luật đang nói thì nói về giới của cư sĩ, ngoài cái tám giới bác quan trai còn giới nào nữa? Mô Phật kính bạch thầy, con nghĩ là Bồ Tát giới ạ. Bồ Tát giới là cái giới thông giữa xuất gia và tại gia, có Bồ Tát giới. Đó. Rồi sau khi đủ duyên xuất gia thì dĩ nhiên có giới sa di, và bên tăng là giới tỳ kheo. Sa di 10 giới, tỳ kheo 250 giới. Còn bên ni thì giới sa di vẫn 10 giới, nhưng có thêm một giới trung gian là giới thức xoa, và sau đó mới được giới tỳ kheo. Thì đó gọi là giới tướng. Nhưng riêng giới thể là gì? Là cái tâm thanh tịnh của mình. Dù bất cứ giới nào cũng lấy giới thể là căn bản. Nhưng giai đoạn đầu nếu nói giới thể liền thì đôi khi mình chưa có hiểu nổi. Mình cái gì cũng phải đi bằng hình tướng. Và từng bước gọi là tiệm tu. Còn giới thể chính là tâm thể thanh tịnh, vô niệm, trùm khắp, bất động, sáu đặc tính mà lục tổ Huệ Năng khi giác ngộ vào năm bao nhiêu tuổi? 24 tuổi. Vị cư sĩ đó là tiều phu ở trong rừng, không đi học, không có bằng cấp, nhưng ngài với một cái sự hiểu biết về cái tâm của mình, cho nên 24 tuổi, thật ra gia đình là một gia đình quan, gọi là quan gì, cái bằng cái chữ nói chữ cho văn chương thì chữ gì, cũng thuộc loại là cha cũng làm quan đấy, nhưng mà bị oan án oan, bị đày. Và khi bị đây như vậy thì ở trong rừng sâu tự mưu sinh. Và vì thế mà bà mẹ thấy rằng cái nơi chữ nghĩa nhiều là cái nơi nhiều nguy hiểm, cho nên không có cho cái đứa con của mình, mà thật ra ở giữa rừng cũng không phải dễ học online để mà có thể gặp trường, vì phải có thầy giữa rừng, mà thầy ở đâu, cho nên đành phải không biết chữ. Nhưng cái tâm của mình thì mời chuẩn bị sẵn. Cái tâm của mình thì không hạn cuộc nơi chữ nghĩa. Chữ nghĩa chỉ giúp thêm thôi. Mô Phật thưa Thầy, con vẫn có cái thắc mắc về lục tổ Huệ Năng. Tại vì khi mà gia đình kêu là gia đình qua lại như vậy thì người ta là gia đình trí thức, thì không thể nào mặc dù mình có dắt con vào rừng mình cũng vẫn phải dạy dỗ. Vấn đề chữ nghĩa, dạ. Ông không bao lâu thì buồn phiền, ông mất sớm. Nhưng mà bà mẹ cũng thuộc loại gia đình... Không thấy ghi rõ lắm, không biết dự thường lúc đó có gặp không? Không biết. Con vẫn nghĩ là cái, tuy là vậy cho nên khi mà nghe được cái bản kinh giảng đó là lục tổ hiểu ngay và mới có cái lòng tin để mà đi tìm. Rồi, cứ cho là như vậy ha. Rồi, bây giờ... kết luận rằng phải biết rằng giới luật là đạo sư. Thì như hôm nay mình có lấy giới luật làm thầy không? Có. Bằng cách nào? Bây giờ mình đang tu thiền, làm sao lấy giới luật làm thầy? Xin mời phát biểu mang tính chất thực hành. Làm sao đây? Mô Phật thưa Thầy, như là Phật tử thì mình giữ ngũ giới, hoặc là mình đi tiếp tới là mình làm thập thiện thì mình cũng làm giữ giới hả Thầy? Giữ giới. Rồi, một cách khác.
Dạ mô Phật, kính bạch sư phụ, thì nếu mình thiền thì mình giữ giới là mình đối cảnh vô tâm, tức là giữ cái tâm thể thanh tịnh của mình. À, thì tóm lại đó chính là thầy, đó chính là thầy, là đạo sư. Và đạo sư sau này của các ông khi mà Phật không còn ở thế gian. Đó, lời dặn dò như thế. Ở đây cho nên chúng tôi xin nhớ có làm dấu để quay lại. Ở thế gian này điên đảo không biết điều đó, cho nên nghĩ rằng không những thầy chưa mất thì lo thanh toán trước, tính toán trước, biết lo lắm, để coi ai tiếp tục làm thầy lãnh đạo. Nhưng ở đây chúng ta nhớ hai câu chuyện lịch sử. Câu chuyện lịch sử thứ nhất là ai mà liên quan tới muốn làm đạo sư của Tăng Đoàn? Đề Bà Đạt Đa. Và Phật đã trả lời như thế nào? Không. Không. Ngay cả Phật cũng không. Thật ra Phật mất á, Niết Bàn Phật mới nói ta là đạo sư, chứ thật sự ta chỉ là người dẫn đường, còn đi là chính các ông đi, các ông thực hành. Và riêng Đề Bà Đạt Đa thì Đức Phật từ chối hẳn. Mặc dù Đề Bà Đạt Đa có nói rằng Đức Phật yếu công việc Phật sự nhiều, xin trao cho Đề Bà Đạt Đa cái chức vụ lãnh đạo đó, Phật từ chối. Và Phật có không công bằng không? Không. Cho đến sau này khi mà Phật đã Niết Bàn, 7 ngày sau, các vị đại đệ tử đã có ý phải kiết tập kinh điển, dù trước đó Phật dạy không bao giờ ghi lại cả. Nhưng 7 ngày sau khi Phật vừa Niết Bàn, Ngài Ca Diếp cùng với 500 tỳ kheo ở xa về, khi nghe Đức Phật vừa viên tịch thì cả 500 vị tỳ kheo đều khóc lóc buồn phiền, không còn Đức Thế Tôn giáo hóa. Thì có một vị lại nói khóc lóc làm gì, khi còn Phật ở đời Phật sẽ nhắc cái này nên làm, cái này không nên làm, cứ cái này nên làm, cái này không nên làm, rất mệt. Bây giờ Phật nguyên tịch rồi, Niết Bàn rồi, tự do, khỏe, muốn làm cái gì thì làm. Khi nghe một vị tỳ kheo vốn là một vị Bà La Môn xuất gia nói như thế, thì trong lòng Ngài Ca Diếp đã nghĩ phải kết tập ghi lại những lời dạy của Phật để cho đời sau. Tức là chỉ cần 7 ngày sau khi Phật vừa viên tịch. Tâm người là như thế, lòng người là như thế, và có nhiều cái hạng người như thế, không có gì lạ cả. Đó, thì thưa đại chúng, cho đến ngày A Nan là một thị giả thân cận của Phật, nhưng khi kiết tập, điều kiện để có thể vào cái đại hội kiết tập, nghĩa là trùng tuyên nhắc nhở những lời Phật đã dạy, chỉ những người nào phải chứng quả A-la-hán mới được vào cái đại hội kết tập đó. Thì mới tìm ở trong chúng ngay lúc đó tại trú xứ mới có 499 người. Thiếu một người mới tròn 500 vị. Nhiều người nhắc hãy mời thỉnh Ngài A-nan vào đại hội kết tập. Ngài Ca Diếp trả lời không. Giờ này tôn giả A Nan, hiền giả A Nan chưa chứng quả A La Hán, cho nên cũng không đủ tư cách vào trong đại hội kiết tập này. Kiết tập kinh điển phải là những bậc thánh tăng viên mãn. Để quý vị thấy có công bằng không? Rất công bằng. Cho nên giờ này đối với Thiền Tông thì sao? Vô thường là một quy luật luôn luôn có mặt. Vậy tất cả những cái quy luật vô thường này sẽ chi phối pháp thế gian, thì đủ tư cách để gánh vác, để xiển dương Thiền Tông là ai? Nếu bên giáo lý là chứng A-la-hán thì bên Thiền Tông phải là kiến tánh,
phải là kiến tánh. Và sau khi kiến tánh phải thuần thục điều phục tâm mình. À, thưa đại chúng, chính đó là thầy. Vì nếu giới luật là đạo sư thì đối với thiền tông, tâm thể thanh tịnh là đạo sư, chính là giới thể mà Đức Phật đã chỉ dạy. À, chúng tôi xin được cùng đại chúng ôn lại một chút. Và hôm nay tiếp theo cái phần nội dung lời dạy của Phật thì gồm có ba phần mà chúng tôi chỉ nói từng phần cho nó dễ nhớ. Phần thứ nhất là đối trị tà nghiệp. Thì đối trị tà nghiệp sẽ có hai việc căn bản, ba việc. Thứ nhất là căn bản thanh tịnh và phương tiện thanh tịnh. Căn bản thanh tịnh chính là đang nói giới là cái căn bản thanh tịnh. Và phương tiện thanh tịnh có nghĩa là Phật sẽ khuyên không nên làm những cái điều mà của thế tục, không nên làm những điều nó mang tính chất nghiệp chướng của ngoại đạo. À, thì ở đây lần lượt chúng ta sẽ được nghe cái bạc căn bản thanh tịnh chính là cái tâm giới thể thanh tịnh rồi. Và khi giới đó thì có cái này chuyên môn có khi là đại chúng cũng không có rõ nè. Đức Phật khi sắp nhập Niết Bàn, Ngài dạy chúng đệ tử tỳ kheo phải nên tôn trọng gìn giữ ba la đề mộc xoa, có nghĩa là gìn giữ biệt giải thoát, giới mà mang tính chất biệt giải thoát, nghĩa là giữ giới nào giải thoát được giới đó. Thí dụ gì sắc sanh mà không giữ giới được thanh tịnh thì sẽ được giải thoát khỏi cái vấn đề nghiệp chướng bệnh hoạn và sẽ có tuổi thọ dài, vân vân, tương ứng như thế. Sở dĩ Phật dạy đệ tử phải tôn trọng giới luật vì Đức Phật nhờ giới luật mà đạt được Đại Niết Bàn. Nên Phật muốn cho chúng tỳ kheo đối với pháp hành và chỉ. Vì những cái chữ chuyên môn này mà chúng tôi quay lại nhắc nhở đại chúng cũng còn gọi là chỉ và tác. Chỉ là dừng lại không làm và tác là phải làm. Vậy dừng lại dừng việc gì? Dừng những ác nghiệp. Và tác là làm những thiện nghiệp. Gọi là chỉ là trì, tác là phạm. Nhưng có chỗ phải tác trì, có nghĩa là phải hành trì những cái pháp nó mang tính chất là phải có yết ma để thực hành những việc Phật sự. Chỗ nào mà đệ tử chưa có hiểu rõ thì hãy trực tiếp hỏi Phật, chớ đừng để khi Phật nhập Niết Bàn rồi sẽ không biết hỏi ai. Đó là tấm lòng từ bi của Phật. Và tiếp theo chúng ta đi thẳng vào vấn đề vừa nêu ra. Ở trên là căn bản thanh tịnh là giới. Kế tiếp là phương tiện thanh tịnh, có nghĩa là phương tiện trì giới như thế nào. Thì ở đây cũng sẽ có ba phần. Tài liệu này chúng tôi nhắc lại đại chúng chính là tài liệu ngày xưa dạy tại các Phật học viện. Và tác giả của quyển Kinh Di Giáo giảng giải này là Hòa Thượng Thượng Huyền, Thượng Hoàng Hạ Quang. Nói dễ hiểu là Hòa Thượng Hoàng Quang là một trong những đệ tử của nhánh Phước Hậu Trà Ôn. Đầu tiên có ba phần. Thứ nhất là 11 điều người xuất gia hàng tỳ kheo cho đến các đệ tử của Phật tại gia cũng nên tùy cái sức của mình phát tâm mà không nên làm.
không nên lo việc sanh sản sự nghiệp như người thế tục, đó là đối với hàng xuất gia, vì nó sẽ tăng trưởng tội lỗi và tiêu mất công đức. Và 11 việc đó là gì? Không được mua bán là 1, không được mua sắm, không được đổi chác là 3, không mua ruộng tậu nhà. Lỡ miếng đất cái bên này sao? Thưa đại chúng, thì đó cũng là một điều, nhưng mà nó không mang tính chất cá thể, mà nó vì vấn đề của phát triển của chung, chứ không có mang cá nhân. Vì ở đây sanh sản sự nghiệp này, tài sản, nó mang tính chất cá nhân, cho nên Phật nhắc rằng đó sẽ tăng trưởng tội lỗi, tiêu mất công đức. Không nuôi chứa nhân dân, có nghĩa là cái người ngoài, không nuôi chứa tôi tớ, không chăn nuôi súc vật, không trồng trọt mọi thứ. Trồng trọt mang tính chất buôn bán, nó khác với một thời gian ở thiền viện, trồng trọt mang tính chất tự túc kinh tế. Nhưng nếu khi có điều kiện Phật tử cúng dường rồi thì có bớt trồng trọt không? Bớt. Vì mình không có phô trương cái năng lực của mình, mà năng lực của mình chính là năng lực điều tâm, sống với tâm Phật của mình. Không được chứa các của báo, phải xa nơi thị tứ. Đây là một đặc điểm của nơi tu tập. Xa hoàn toàn phải không? Không. Xa quá thì sẽ thiếu sự ủng hộ của hàng Phật tử. Nhưng gần quá thì sao? Sẽ ồn ào, làm cho rối tâm. Cho nên không gần nơi thị tứ, nhưng mà cũng không xa nơi thị tứ. Đó là cách chọn của ai? Đức Phật chỉ dạy, nhưng chính Ngài Xá Lợi Phất biết ý Phật mà đi chọn thành lập tinh xá kỳ viên ở nước Xá Vệ. Khi ông Cấp Cô Độc cúng dường một nơi cho chư tăng có thể ở đó tu hành để giáo hóa vùng dân vùng Xá Vệ, nước Xá Vệ. Và 11, không được đốn chặt cây cỏ, đào xới đất đai. Đó là 11 việc Phật khuyên, nó mang đến phương, đây là chủ đề phương tiện thanh tịnh, tức là những hành động, những cách cư xử của mình để giúp cho mình được có đời sống an ổn. Ở đây chúng ta cũng biết đặc tính của Ấn Độ. Nước Ấn Độ tuy là cũng có thành phần giàu, nhưng mà đa số là nghèo. Vì đó là một nước dân cư như thế nào, mấy quý đệ biết không? Tỷ số dân hôm nay của Ấn Độ cũng thuộc hàng thứ nhất, thứ nhì, đông nhất thế giới. Thứ nhất nếu là Trung Hoa, Trung Quốc, thì thứ nhì là Ấn Độ. Nước có đông dân. Cho nên khi mà đông như vậy thì không phải giàu hết được. Và người nghèo cũng rất là đông. Nhưng với cái đặc điểm của Ấn Độ là rất tôn kính những bậc xuất gia. Cho nên trong 4 giai cấp của Ấn Độ thì giai cấp xuất gia là giai cấp cao thượng nhất của xã hội. Luôn cả các vị vua cũng là giai cấp thứ hai, là giai cấp tướng sĩ. Tướng sĩ, chiến sĩ, vua chúa. Giai cấp thứ ba là giai cấp thương gia. Và giai cấp thứ tư là giai cấp chưa phải cung đinh đâu, là nó mang tính chất lao động. Còn cung đinh là không có giai cấp. Đó, sẽ làm những nghề như hút phân. Ngày xưa tất cả không phải có hệ thống ống hút, mà phải làm bằng tay gì hết. Thì đó là dành cho người giai cấp cùng đinh, không có giai cấp. Thì vì cái tinh thần cung kính những vị xuất gia như vậy, cho nên cái tiêu chuẩn của một người tu sĩ tốt là phải là người tu sĩ sống bằng khất thực. Thì chúng mình nghe khất thực cái mình nói khỏe, thích. Nhưng mà có khỏe có thích không?
không, bữa đói bữa no, đâu có biết cúng cái gì. Mà đâu có phải là nó cứ xin vài địa chỉ uy tín rồi cứ tới đó mà khất thực. Cái người mà khất thực kiểu có uy tín để đến nhận khất thực thì người đó tu tiến hay tu lùi? Tu lùi sụt và sẽ bị ma bắt thôi. À, bị ma bắt thôi. Cho nên khất thực là phải thứ lớp và đi không có lựa chọn. Nhà này đứng một chút, qua nhà thứ hai đứng một chút, nếu có cúng dường khi nào đầy bát thì dừng lại thọ trai, nếu tới giờ trong đó lúc đó hành thiền. Còn nếu vẫn chưa đầy bát thì sao? Tiếp tục đi, cứ đứng trước một ngôi nhà một chút để chờ sự cúng dường. Cho nên gọi là ruộng phước. Tu sĩ đứng đó để có sự phát tâm của người Phật tử. Người Phật tử sẽ được nhận phước từ cái hành động cung kính tam bảo, hỗ trợ cho đời sống của tăng đoàn. Và với sự cung kính đó thì giới tu sĩ tiêu chuẩn tốt nhất là phải sống khất thực, không bao giờ tự động trồng trọt để sống, không bao giờ có sẵn cái thí chủ để bảo đảm cho mình một đời sống an ổn, thì người tu sĩ đó chưa thật sự là có giá trị với cái nhìn của Phật giáo Ấn Độ thời đó. Bây giờ đến phần thứ hai. Phần thứ nhất chúng tôi kết luận lại đó với cái điều thứ 11, không được đốn chặt cây cỏ, đào xới đất đai là để trồng trọt. Thì không nên làm, vì nếu như vậy thì mình phải tự nuôi sống mình, rồi nó trái với cái tiêu chuẩn xả ly để mà tiến tu của một người xuất gia. Đoạn thứ hai, Phật dạy tiếp có năm việc của ngoại đạo mà giới đệ tử của Phật không được làm. Năm việc này là cái gì? Và khi làm năm việc này giống như ngoại đạo, sẽ ngăn ngại chánh niệm, sẽ thương tổn đến trí tuệ. Và sở dĩ ngoại đạo làm năm điều này là vì muốn tích lũy tài sản, mà đệ tử Phật không cần phải làm điều này, không nên làm điều này. Thứ nhất, không điều chế thuốc thang. Thứ hai, không coi tướng kiết khung. Coi tướng là may mắn hay gặp những điều hoạn nạn. Thứ ba là trông xem tinh tú, coi ngày tháng hên xui may rủi. Thứ tư là không tìm tòi suy thạnh, không có bói toán để coi là đang may mắn sẽ làm đâu thắng đó, hay là đang xui xẻo làm có khi bị thất bại. Và thứ năm là không được coi ngày đoán số. Đó, năm điều này Phật cấm đệ tử Phật không làm, vì đây là việc làm của ngoại đạo. Và làm như vậy là ngoại đạo mong tìm tích chước của cải tài sản. Nếu mình cũng bắt chước làm, vì cũng gọi là một cách đời sống, thì nó sẽ ngăn ngại chánh niệm cho chính cái người xuất gia đó. Và đối với trí tuệ thì người này có phát triển trí tuệ được không? Không. Thì thưa đại chúng, cho nên Phật cấm. Ở đây chúng ta phải biết giới là cội gốc căn đức lành, công đức lành là nơi an trụ yên ổn nhất. Vì thế hàng tỳ kheo phải tôn trọng giới pháp, phải tiết chế nơi thân chẳng được buông lung, tiết chế việc ăn uống cho khỏi no, quá no để mà buông lung, không tham dự việc đời để tránh điều phiền phức, mà phải tôn trọng cái tự tánh
cột lấy tâm mình, giữ gìn chánh niệm. Đó, đó là cái mà chân chánh người xuất gia nên làm, mà luôn cả hàng đệ tử của Phật cũng nên làm. Ở đây chúng tôi cũng sẽ có một cái nghi vấn hỏi quý vị. Chẳng nên che giấu tội lỗi làm ô uế cái tịnh giới, chúng ta lỡ phạm, thì nhà Phật có một cái pháp tu rất là cao thượng, chính là sám hối. Mà đối với giới tu sĩ phải phát lồ, phải nói rõ ra để sám hối. Và sau khi sám hối rồi thì người đó sẽ được thanh tịnh, và sẽ có một quy luật hết sức là văn minh, là người nào đã sám hối lỗi rồi mà người khác nhắc tới, thì cái người mà nhắc lại chuyện cũ đã sám hối thì người này có lỗi không? Có lỗi. Nhưng nếu cái người phạm giới không phát lồ thì sao? Người đó vẫn có lỗi. Mấy người để hiểu không? Ngoài cái lỗi đã tạo nghiệp xấu thì có thêm một lỗi thứ hai là lỗi che giấu, gọi là phú tạng. Cho nên khi mà chúng ta bước vào giới đệ tử Phật, cư sĩ và xuất gia, mình sẽ thấy một sự giáo hóa hết sức là văn minh. Cho đến hôm nay chúng ta cũng sẽ thấy trong giáo pháp của Phật có ba cái ban lãnh đạo, nó giống như một quốc gia: ban lập pháp, ban hành pháp và ban tư pháp, có ở trong giáo lý đạo Phật. Ban lập pháp đầu tiên ở ngoài thế gian là ai là ban lập pháp? Mời cầm micro để đi song hành với bên Phật giáo. Lập pháp của xã hội là ai? Quốc hội. Quốc hội, thượng viện và hạ viện. Nhưng lập pháp ở trong đạo chính là Đức Phật. Tất cả những giới luật là do Phật chế hết. Hành pháp là sao? Và tới tư pháp nữa. Ban hành và giáo hóa thì sẽ có hàng đệ tử của Phật. Phật chia ra, sau khi Phật dạy rồi sẽ có những nhóm lãnh đạo nhỏ để giáo hóa tất cả những người đệ tử xuất gia của Phật. Và ban tư pháp là cái ban xét về cái phạm của những cái luật đã ban hành. Thì bên trong đạo pháp có cái ban tư pháp không? Có, là ban luật sư để xét cái sự phạm luật mức độ như thế nào. Đó, thành ra chúng tôi, nếu mà mình làm đệ tử Phật mà mình hời hợt quá thì mình không có hiểu được hết những điều mà rất là trí tuệ của Phật. Đó, vậy thì chẳng nên che giấu tội lỗi làm ô uế tịnh giới, chất chứa tâm nhơ. Đối với bốn món cúng dường phải tự biết lượng. Bốn món cúng dường là gì? Tứ sự đó là mời phát biểu trong mùa an cư, là chuyện đó, là chuyện mà người Phật tử phải biết để ủng hộ tam bảo. Bốn việc cúng dường. Dạ, mô Phật, kính bạch sư phụ, bốn sự cúng dường là thức ăn, quần áo, thuốc men và đáng lẽ là giường chổng á, tức là cái đời sống, cái điều kiện sống. Trong thời gian gần đây, ở gần thiền viện Vô U có một cô người Mỹ cũng còn trẻ, thì khi cô mang những cái vật mà đến cúng dường, chúng tôi rất là ngạc nhiên. Nó giống như tứ sự cúng dường đầu tiên của một người hàng xóm Mỹ đến cúng dường cho ni chúng thiền viện Vô U. Cô mang tới hết sức là trân trọng. Gồm có cái gì con? Cô cứ một hai ngày là thấy cô mang qua cúng dường. Chúng tôi cũng sợ quên, nói khánh chân chụp hình trước khi dân cúng Phật chụp hình kỷ niệm. Mô Phật, kính thưa sư phụ, giờ cô cúng dường trái cây, kem đánh răng, hoa, trà, nước uống, nước uống,
Rồi có thuốc không ta? Không có ha. Đó thì cô mang mà cái cách trình bày của cô như một người Phật tử đang dâng cúng tứ sự trong mùa an cư. Và cô cứ một hai hôm là cô mang qua cúng dường. Hoa quý vị thấy ở ngoài lễ đài đó là của cô. Cô mang cô đến cô cúng dường. Thì trong mùa an cư chúng tôi cũng xin nhắc thêm một chuyện nữa. Cái chuyện mà trợ duyên cho chúng an ổn tu hành rất là có nhiều phước đức. Qua câu chuyện Mã Lão Mẫu, chúng tôi cho nghe trước cái tựa nha, tuần sau thì sẽ mời để chúng trùng tuyên câu chuyện này. Còn hôm nay thì là phần của chúng tôi. Thì ở đây đối với bốn món cúng dường phải tự biết lượng, không bao giờ người tu sĩ tham lam. Và được sự cúng dường không nên cất giữ vì nó sẽ làm mờ ám trí tuệ. Cái sự tham để thọ nhận nhiều, nó làm cho con người mình nó mất bớt giá trị đi. Cho nên Phật dạy rất là kỹ. Và thưa đại chúng, trong cái công đức trì giới thì giới là căn bản để cho chúng ta sẽ thuận dòng giải thoát. Phật dạy chúng ta thọ giới và trì giới là thuận dòng giải thoát. Xin đặt câu hỏi, Phật tử có được giải thoát khi thọ giới không? Và tu sĩ có được giải thoát không? Xin mời phát biểu. Mình đọc từng câu, mình phải chứng minh lòng tin của mình. Còn mình nghe suông, mình chả nhớ gì. Phật tử giữ giới giải thoát như thế nào? Dạ, một Phật, kính bạch sư phụ. Phật tử, nếu Phật tử giữ năm giới để giải thoát khỏi ba đường ác. Rồi, chưa kể qua cái sự phát biểu của Diệu Đào, chúng tôi muốn nhắc tới cái giữ giới của Phương Lâm. Sau khi bà cố mất thì Phương Lâm đã phát nguyện giữ giới gì? Dạ kính bạch sư phụ, thì sau khi bà cố mất, thật ra thì Tâm Hoàng là người giữ giới sau khi bà nội mất, còn Phương Lâm thì trước đó đã giữ giới là không sắc sanh, là ăn chay trước đó. Dạ mô Phật. Cho nên bây giờ chúng tôi muốn nói lấy cụ thể, vậy không sắc sanh để ăn chay có được giải thoát không? Giải thoát cái gì? Mình phải rất là chi tiết như vậy mình mới hiểu hết cái phước của mình. Từ khi làm đệ tử Phật, từ khi mình có một cái đời sống vâng theo lời Phật dạy, không sát sanh giải thoát cái gì? Dạ mô Phật, kính bạch thầy, không sát sanh thì mình được thọ mạng. Vì mình không sát sanh cho nên mình thọ mạng, có được sức khỏe và thọ mạng lâu dài. Nhưng mà trước nhất là nó thể hiện lòng từ bi. Các cháu chúng tôi được tiếp xúc không đông, nhưng một số cháu nó phát biểu nó không ăn thịt súc vật, tại vì nó yêu súc vật. Khi mình có một cái tình thương thì mình không nỡ làm cho loài vật đau khổ, thì thể hiện tâm từ bi. Và cũng phải gọi là làm chủ mình lắm. Tại vì nếu không thì cái sự ham muốn nó lại lấn qua cái lòng từ bi. Mình có để hiểu không? Cho nên rồi bây giờ nói về cái hình ảnh của Phương Lâm như một hình ảnh của một người bé nhỏ vào đạo mà đã có tâm lành như vậy. Vậy mình ở đây có giải thoát được không? Xin mời. Giữ giới căn bản sẽ thuận dòng giải thoát. Quý vị có giải thoát không? Có giữ giới không? Xin nhìn về mình nói một điều thôi, không lẽ không có điều nào hết. Khánh Trơn, các thứ quý vị chuẩn bị máy nha. Dạ mô Phật, con giữ tâm giới, con tin tưởng lời của Phật, lời của Thầy, cho nên con không có phiền não. Giờ này Thầy nói cái gì để con đều nhìn vào, đó là lời dạy của Thầy. Con được tu với Thầy à? Con được tu với Thầy. Dạ con tin tưởng ở Thầy. Vì con đã cảm nhận được, con trái lời Thầy thì con đau khổ thôi, từ cái thân cho đến tinh thần. Cho nên là... Thầy sẽ trù con phải không? Thầy sẽ trù con phải không?
À. Cho nên là con cứ nghe lời thầy thì là yên ổn, mô Phật. À, chúng tôi cũng chia sẻ với đại chúng nha, một lúc nào, mỗi lúc học di giáo này, chúng tôi sẽ nói rằng sự giáo hóa của Phật rất nghiêm nha. Sa Nạc là một người kề cận bên Phật từ khi còn ở trong hoàng cung. Đi dạo bốn cửa thành vào bất cứ lúc nào, Sa Nạc vẫn là một cái người kế cận. Thấy cảnh khi dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, vị thái tử trẻ trung chưa từng tiếp xúc với đời, không hiểu là gì. Thấy người bệnh, Phật hỏi cái gì đó, thì nói đó là con người đang bệnh. Và Sa Nạc có được một cái trí tuệ lúc đó là kết luận rồi thái tử cũng sẽ bệnh như thế. Tới gặp người già chống gậy, mặt nhăn nhó, lưng còm, thái tử cũng hỏi cái gì vậy, là cái gì? Thì Sa Nạc, cái người đánh xe ngựa, đã trả lời rằng đó là một người già. Và thái tử rồi cũng già. Chính cái câu sau mới là câu chấn động. Sau này Đức Phật xuất gia, Sa Nạc là người đưa Phật vượt sông Anoma, vượt dòng sông Ni Liên chứ hả, dòng Anoma, sống nhấp nhô bờ lau xanh. Đây, bạn nghe. À, và khi đưa thái tử vượt dòng sông Anoma rồi thì vị thái tử đó đã cắt tóc để làm người xuất gia và tặng hết tất cả những xiêm y của hoàng cung. Thứ nhất cho những người gặp ở trong rừng và cho một phần cho Sa Nạc. Thưa đại chúng, nó thân tình như vậy. Và sau này Sa Nạc đi tu. Và khi Sa Nạc đi tu thì ngược lại, lại là một tỳ kheo, dùng chữ gì từ Hoa Khai? Chữ đầu tiên là ương ngạnh, nhưng mà sau nữa chúng ta thấy dùng chữ gì nó gần gũi rõ ràng hơn. À, chữ đầu tiên ở trong quyển Đại Tạng Kinh bằng tiếng Anh là dùng chữ ương ngạnh, dịch ra ương ngạnh, nhưng mà còn một chữ nữa. Và vị tỳ kheo đó luôn luôn nói rằng hồi xưa khi mà ở hoàng cung có thấy ai là đại đệ tử Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên đâu, sao giờ sao lại tự xưng là đại đệ tử, ý là bất phục tùng. Thì khi thấy cái tư cách của Sa Nạc như thế đối với những vị đại đệ tử thì dạy hai ba lần, chính Phật dạy rồi cũng đâu hoàng đó, thì Đức Phật có nói rằng các ông chịu khó, khi nào ta còn thì cái tập nghiệp đó vẫn còn, kiêu mạn kể công. Khi nào ta viên tịch, các ông sẽ trị được Sa Nạc. Bạch Thế Tôn bị trị bằng cách nào? Dạy không được, đuổi. Dạy bằng cách mặc tẩn, im lặng. Để chúng tôi muốn nói rằng quý vị tới cứ nghĩ rằng chắc Đức Phật từ bi quý vị quậy tưng tưng không có bị quở ha, không phải đâu. Và đúng như thế, khi Phật vừa viên tịch thì Sa Nạc đã bị ngài A Nan đối xử mặt tẩn, không nói tới mặt. Thì Sa Nạc liền hối hận và nói rằng xin ngài chớ có hại con. Tức là ngày giờ này trừng trị con nó chớ có hại con. Và sau đó thì trở thành một người điều tâm rất tốt. Và sau khi Phật chứng nhập Niết Bàn không bao lâu thì Sa Nạc đã chứng quả A-la-hán. Và chúng tôi mong rằng các tỳ kheo nếu có lỡ đang ương ngạnh ở trước mặt, nếu có lỡ, hãy nghĩ rằng Đức Phật đã viên tịch và Hòa Thượng sẽ viên tịch. Chuyện đó phải đến thôi. Và chúc quý vị kiến tánh thành Phật. Đó là con đường phải đến thôi. Người khôn thì lo đi liền đi, còn người ấy thì đợi khi nào khóc tư giả rồi mới chịu tu thì nó muộn. Xin quay trở lại. Giới là căn bản chính và
thuận dòng giải thoát, nên gọi là ba la đề một xoa, có nghĩa là biệt giải thoát. Tu giới nào giải thoát giới đó. Nhân nương theo giới này mà được sanh các thứ thiền định, trí tuệ và diệt khổ. Chúng tôi cảm thấy rất là phước đức khi được học kỹ những lời di giáo của Phật. Hôm nay những người tinh trí và tinh tuệ sẽ có một cơ duyên quán chiếu về tên của mình để tiến tu. Và những người được quen với người tinh trí và tinh tuệ cũng sẽ tiến tu được. Bây giờ từ phần nha, bây giờ thuận dòng giải thoát thì giải thoát là gì? Giải thoát có nghĩa là lìa sự ràng buộc và được tự tại. Còn nếu lúc nào chúng ta bị ràng buộc thì chúng ta có giải thoát không? Không. Và nếu không giải thoát thì mình có tự tại không? Tự tại là tùy duyên, freedom á. Mình có được tự tại không? Không có tự do, không có tự tại. Và giải thoát này là giải thoát gì? Tức là giải ra, thoát ra sự trói buộc của nghiệp. Mấy lúc mình nói mình dừng không được, mình sân mình không ra được, chính là đang bị cái gì trói buộc? Nghiệp trói buộc. Làm ơn nhìn ra cái mặt của vấn đề, sự thật á, mặt thật của vấn đề là nghiệp đang trói buộc mình. Mà thoát khỏi cái nghiệp thì sẽ thoát khỏi quả khổ luân hồi sanh tử. Vậy nghe như vậy mình thích giải thoát không? Ai phát nguyện sẽ giải thoát xin giơ tay lên. Còn ai muốn ở trong đó trọng đó tùy ý nha. Phát nguyện giải thoát, ra khỏi sự ràng buộc của nghiệp, để ra khỏi cái khổ luân hồi sanh tử trong ba cõi, sáu đường. Điều thứ hai, giải thoát là một biệt danh. Biệt danh là một tên gọi đặc biệt của Niết Bàn. Có cái biệt danh đó. Niết Bàn chính là giải thoát, mà giải thoát chính là Niết Bàn. Vì thể của Niết Bàn như thế nào? Thể của Niết Bàn lìa sự trói buộc. Trước nhất mình nói từ từ, mình nói một cái nó học ăn khớp gì tới đoạn trên hết. Giữa đoạn trên với đoạn dưới nó phải ăn khớp với nhau. Đang nói trói buộc thì không giải thoát. Vậy bây giờ giải thoát là Niết Bàn, thì Niết Bàn phải lìa sự trói buộc. Mà trói buộc của ai? Của nghiệp, của khổ. Vậy giờ nào mình bị khổ thì mình có giải thoát chưa? Chưa. Dễ hiểu chưa? Dễ hiểu nha. Mà giải thoát cũng có một cái tên đặc biệt nữa là thiền định. Khi giải thoát là người đó đang thiền định. Vì nếu không giải thoát là người đó đang tán loạn, bị dính mắc nơi cảnh. Thí dụ như tam giải thoát và bát giải thoát. Hôm nay chúng tôi sẽ hẹn cái bát giải thoát này trong một buổi học khác. Nhưng mà tam giải thoát thì hôm nay chúng ta có thể nhớ liền. Tam giải thoát là gì? Tam giải thoát môn. Cầm micro để nói trật thì hay á, nhớ dài đó. Rồi tam giải thoát môn là? Dạ mô Phật, thì con nghĩ ba cái giải thoát trước tiên á, là mình thoát khỏi tham sân si trước. Rồi, dạ. Ba giải thoát cho đó hả? Rồi tạm thôi chứ chưa trúng nha. Rồi cái chuyên môn, chữ môn mới là cửa. Cửa thiền hay có tam giải thoát môn là ba cổng lẽ để tham sân si. Cho nên nó vô rồi nó trật lất rồi. Khi chúng tôi im lặng có nghĩa là chưa bằng lòng. Đó, tôi cũng lịch sự lắm á. Rồi bây giờ tiếp tục. Dạ mô Phật, bạch thầy, con nhớ là không, vô thường, vô ngã. Trời, chữ vô thường nó cũng trật lất nữa. Còn vô ngã trật luôn. Cái đó nó lộn với tam pháp ấn.
Cô thấy không? Đỡ, đâu phải dễ đâu. Và thưa đại chúng, khi ngồi soạn bài là tôi phải clear hết, rõ ràng hết tất cả những pháp số đó. Không vô tướng, vô tác hay vô nguyện, hay là không bát nhã giải thoát. Không, một cửa là cửa không, một cửa cũng là cửa bát nhã ha. Rồi không rồi gì nữa? Giải thoát. Giờ cũng không nhớ rõ nữa. Đó, biệt danh là thiền định, đây cũng là tam giải thoát. Không vô tướng vô nguyện rồi, không là bát nhã. Niết bàn giải thoát ha? Không đúng. Rồi cũng hẹn lại đi. Ý là nó nhớ, giờ nó quên, để lại. Và đây cũng là biệt danh của trí tuệ bát nhã. Tại trí tuệ bát nhã gọi là không giải thoát môn. Không giải thoát môn. Thưa đại chúng, và như lời hứa, giờ này chúng tôi chữ thiền định chúng tôi sẽ định nghĩa sau. Nhưng giờ này với cái chữ định nghĩa giải thích thế nào là trí tuệ. Mình quen nói trí tuệ mau quá, cái mình không hiểu là gì cả. Cái mình tưởng những người lanh lanh, cái mình khen, trời ơi chị có trí tuệ quá. Nhưng mà không phải. Trí và tuệ đi chung nhưng hai nghĩa khác nhau. Trí là thấy rõ, biết được tục đế là trí. Biết về thế tục là trí, thế gian mà thấy rõ. Còn tuệ là hiểu rõ. Nhưng hiểu rõ cái gì? Hiểu rõ chân đế, hiểu rõ đệ nhất nghĩa đế. Vậy giữa trí và tuệ, cái nào có giá trị hơn? Tuệ. Đó, nhưng mà trong cuộc sống cũng cần trí. Trước khi đi hẳn về chân đế, đệ nhất nghĩa đế là tuệ. Người không có trí cũng chưa chắc có tuệ được. Nhưng người có tuệ thì đối với cái trí dễ dàng, không có cái gì khó khăn. Và trong Kinh Pháp Hoa còn giải thích rõ rằng trí là quán về hữu và tuệ là quán không. Đó, mấy người đề thấy không? Cho nên khi mà như có lần chúng tôi có hỏi thầy chúng ý kiến chung, mình học nên học sâu, rõ ràng, hay mình học phớt một cách tổng quát? Học phớt một cách tổng quát nó không có lợi ích nhiều cho mình đâu. Cho nên hôm nay cái buổi học tạm dừng về văn tự ha. Ở đây chúng ta lần sau gặp nhau cũng tiếp tục đoạn này, sẽ được giải thích thế nào là thiền và thế nào là tịnh và thế nào là tam giải thoát, bát giải thoát. Ba giải thoát là gì? Một cái là không giải thoát rồi đó. Đó là một cách. Nhưng mà chúng tôi không vô tướng vô tác, chúng tôi đã nói rồi, có thể là vô nguyện nữa. Nhưng mà một cách khác là bát nhã, có nghĩa là không. Viên Khoan cung cấp. Rồi một bên sẽ được giải thích công đức là gì. Công đức là gì? Thì chúng ta đã học rõ rồi. Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoàng bất tranh chi đức. Đó, vậy thì nội bên trong mình lúc nào mình cũng siêng năng, cần là siêng năng. Khắc niệm có nghĩa là làm chủ cái tâm của mình. Đó chính là công. Công phu. Cái công phu của mình là luôn luôn siêng năng, cần là siêng năng. Nội là bên trong. Khắc niệm có nghĩa là điều phục tâm mình, từng tâm niệm. Và đó là công phu của mình, đó gọi là công. Còn đức là gì? Ngoại hoằng
sau khi mà bên trong điều tâm rồi thì con người của nhà Phật là con người rất tích cực, không bao giờ chết chìm ở bên trong mà phải giao tiếp với bên ngoài. Hoằng pháp độ sanh, cho nên ngoài hoằng là rộng lớn tiếp xúc, bất tranh chi đức. Mình phải thể hiện cái đức không đấu tranh, không gây gỗ, không bất hòa. Cho nên chúng tôi nói rằng người nào mà có lục hòa bình thường thì người đó chưa đủ trí tuệ, vì đó chính là đức của mình, cái công đức chân thật của mình, để người đó mới được giải thoát, mới được niết bàn, mới được giới định tuệ viên mãn. Thưa đại chúng, hôm nay buổi học và tạm dừng ở đây, thời gian có hạn, và chúng tôi xin mời đại chúng cùng lắng nghe một câu chuyện rất là thú vị liên quan tới giới. Và trong câu chuyện thú vị này, chúng tôi sẽ mời đại chúng phát biểu. Mời đọc câu chuyện. Tựa đề câu chuyện là thoát khỏi sự sợ hãi. Nếu mà mình nghe dịch tới đó mà mình hài lòng á, thì mình không hiểu sâu sắc câu chuyện. Thoát khỏi sự sợ hãi chính là vô úy thí, một loại bố thí cao cấp. Tại vì bố thí của nhà Phật có ba loại: một là tài thí, hai là pháp thí, và ba là vô úy thí. Và trong cái tài thí này, ngoài cái vật chất đi cúng dường giúp đỡ mọi người, thì có một phần rất quan trọng là nội tài, chính là công sức của chính mình. Cho nên ở Việt Nam tuy là đất nước nghèo khó, nhưng mà chúng tôi bao giờ cũng rất là ca ngợi, trân trọng tổ tiên của mình có được một sự huân tu đạo pháp nhuần nhuyễn. Cho nên dạy con cháu phải biết bố thí, phải biết chia sẻ. Tuy nghèo chứ không phải giàu, đôi khi giúp nhau một trái ớt, giúp nhau một túm gạo, giúp nhau một gói mì gói trong lúc khó khăn, nó vẫn là một cái thể hiện bố thí rất là tuyệt vời. Và bên cạnh dùng công sức của mình, một người vác nặng có thể lại chia sẻ dễ dàng. Còn đôi khi đất nước văn minh, bởi những ràng buộc của pháp luật, mình có khi cũng không dám dừng lại để giúp. Nhưng mà thưa đại chúng, có phải đổ thừa pháp luật không? Không đâu. Mà con người chấp ngã quá vi tế, tâm ác quá vi tế, khiến cho pháp luật có những sự phòng ngừa, khiến cho mình đôi khi gặp một cái gì trước mắt cũng không dám thật tâm, vì có khi mang họa giữa đường. Chứ không phải đổ thừa pháp luật đâu, mà tâm mình nó vi tế, nó kiếm chuyện một cách tinh vi, cần tránh. Những cái ngoài vườn của vô u, quý vị thấy chúng tôi để một cái lu nước, có một cái gáo dơ đến quê hương. Ngày xưa trên những con đường, ngày xưa không có xe để đi bộ, và bên vệ đường có những lu nước rất vệ sinh, rất sạch sẽ, để mời khách bộ hành một miếng nước thanh tịnh, nuôi dưỡng tâm bố thí, một tấm lòng từ bi, gọi là nhân ái. Và thưa đại chúng, xin mời nghe câu chuyện này. Bố thí vô ý, tựa đề thoát khỏi sự sợ hãi. 126. Thuở xưa, tại khu rừng kia, một con nai mới lọt lòng mẹ mà đã to lớn như một con nghé. Lớn lên, nó sống trong một bầy gồm 500 con và được tôn làm nai chúa, có tên là Nikroda. Gần đó
có một con nai khác cầm đầu một đàn 500 con, đó là Shaka. Thuở đó, vua Ba La Nại là người rất thích ăn thịt nai, thường cấm dân chúng vào rừng săn bắn. Thưa đại chúng, ở đây xin dừng lại đoạn đầu để chúng ta nhớ trong rừng này có mấy đàn nai. Hai đàn nai chính, còn ngoài ra là những con nai sống tự do. Mỗi đàn nai bao nhiêu con? 500 con. Và trong này dĩ nhiên sẽ có một đàn nai mà nai chúa rất nhân từ, và một đàn nai mà nai chúa không có nhân từ. Chúng ta lắng nghe. Và bây giờ giới thiệu đến cảnh giới loài người. Có ông vua rất là thích ăn thịt nai và đã cấm dân chúng vào rừng săn bắn. Vì sao? Sợ bắt bớt nai của ông. Nhưng mà phải ông thương nai không? Không. Vua ham ăn nai khiến bọn ta nghèo khổ. Đó là lời than thở của những người dân vào rừng săn bắn. Vậy ta đi lùa bầy nai vào một chỗ để ông ta mặc tình bắn giết. Rồi bây giờ cấm bắn giết, bây giờ thôi lùa chỗ đi rồi mình cũng khỏi phạm pháp. Vì biết đâu đi gặp nai rồi bắn trúng nó, cho nên lùa về một chỗ. Thế là họ vào rừng vây quanh chỗ ở của Nikroda và Shaka, tức là hai con nai chúa. Lấy gậy đập cây, đập cỏ, đập đất, vân vân, đuổi đàn nai ra khỏi chỗ ở của chúng. Họ khua động gươm, giáo, cung tên. Họ hét vang trời. Và cuối cùng đã lùa đàn nai vào đâu? Thông minh. Vào vườn ngự uyển của vua. Họ liền đóng cửa lại và đến gặp vua. Tâu bệ hạ, từ nay bệ hạ khỏi vào rừng. Số nai có mặt trong vườn ngự uyển đủ ăn suốt 5 năm. Đủ ăn suốt 5 năm, không cần vào rừng săn bắn. Thì lúc đó nhà vua đến nơi, rất là thích thú trước đàn nai đông. Trong đó có hai con nai chúa sắc lông vàng ánh. Quý vị thấy cái đặc điểm không? Nhìn tướng bên ngoài vậy chứ cái người mà lãnh đạo, cái người mà có phước, nó cũng thể hiện khác, khác với những cái gì của đồng loại. Thì vua mới phán rằng: hai người là nai chúa, được, ta tha chết cho cả hai. Thế là hai con nai này còn sợ hãi bị chết không? Không. Đó là ban cho thoát khỏi sự sợ hãi đầu tiên. Hai con nai chúa thôi. Từ hôm đó trở đi, có ngày nhà vua tự mình đi bắn một con nai. Có khi người đầu bếp làm việc ấy. Và cũng từ ngày đó, mỗi lần nhìn thấy cây cung, cả bầy nai kinh hoàng bỏ chạy tán loạn. Ngày xưa có cảnh này không? Không. Nhưng mà từ ngày đó, từ ngày vào vườn ngự uyển, và mỗi ngày sẽ có cái cảnh mà hoặc là nhà vua hoặc người đầu bếp bắn giết một con nai, thì bầy nai thấy cây cung, cái tên đã kinh hoàng bỏ chạy tán loạn. Nhưng cuối cùng con nai nào mà chạy chậm chân sẽ bị bắn trúng, ngã quỵ xuống đất, đôi mắt hoảng loạn, không hiểu vì sao mà mình bị giết, không hiểu. Trước sự việc kinh khủng đó, hai nai chúa bàn với nhau: chúng ta phải làm sao chấm dứt nỗi sợ hãi triền miên này. Và một con nai có trí đã đưa lên đề nghị: mỗi ngày một con nai đi đến chỗ chờ chết, tức là đến nhà bếp, rồi nằm ở đó.
ngày mai một con trong đàn của tôi, ngày tới một con nai trong đàn của bạn, cứ thế luân phiên nhau. Quy định như vậy, hai con nai chúa bàn nhau để cho không có sự sợ hãi, hoảng loạn cả đàn. Chỉ có một người, một con nai chịu chết và chờ đợi như vậy thôi, còn cả đàn bình an. Thì lúc đó con nai còn lại, con nai chúa bảo, tôi đồng ý. Thế là từng ngày một, mỗi khi tới lượt mình, con nai tử tội tự mình đi đến chỗ chỉ định, nộp mạng cho người đầu bếp. Một hôm tới phiên con nai cái, sắp đến ngày sinh nai con, mà con nai này ở trong đàn của nai chúa Saka. Con nai mẹ đó đến, thưa chủ, tôi sắp sanh con, nếu tôi chết là có tới hai người bị giết, hãy cho qua phiên của tôi. Không được, ai chịu chết thay cho ngươi? Vì mỗi ngày phải có một con nai là tử tội, thì bây giờ nói rằng qua phiên thì ai là người thế? Con nai chúa Sắc Ca từ chối. Nai cái buồn bã đến trước mặt Nikroda trình bày hoàn cảnh của mình. Nikroda nhận lời giúp đỡ, rồi tự mình đi đến đoạn đầu đài. Được, ngươi đi đi. Nai chúa không phải là nai trong đàn của mình đã nhận lời. Được, ngươi đi đi, ta thay thế. Người đầu bếp lấy làm lạ, đi báo cho vua biết nai chúa này đã được vua tha chết, nay sao lại ở đây? Vua cùng với các quan đến đó xem hư thật ra sao, và nhà vua đã thắc mắc: này nai chúa, sao ngươi nằm đây? Tâu bệ hạ, con nai có chữa đến yêu cầu tôi chọn một con khác thay thế cho nó. Tôi không thể bắt ai đến chỗ này được, nên tôi phải tới đây. Ở đây chúng tôi cũng nói rằng đây là một cái thể hiện đạo đức của lãnh đạo, là phải hy sinh chịu đựng, chứ không phải tới đây lại lập ra một cái quy luật để ép những con nai trong đàn của mình, thì không thể hiện là một con nai hiền đức. Thì ở đây, khi trình bày như thế rồi, thì nhà vua đã cảm động khi nghe có tâu bệ hạ, con nai có chữa đã đến yêu cầu tôi chọn một con nai khác thay thế cho nó. Vì nếu hôm nay nó bị giết, thì phải có hai sinh vật bị giết, nó và con của nó. Tôi không thể bắt ai đến chỗ này được, cho nên là lãnh đạo, tôi nhận lời giúp nó thì tôi phải thay thế nó. Khi nghe như vậy, nhà vua vô cùng xúc động. Hỡi con nai chúa cao cả, có sắc vàng, ta chưa bao giờ thấy giữa loài người có ai có lòng từ bi như ngươi. Thôi, hãy đứng dậy, ta cho ngươi và con nai cái ấy thoát khỏi sự sợ hãi. Thoát khỏi sự sợ hãi là sao? Dù là đọc truyện tranh, chúng ta phải hiểu cho sâu sắc. Thoát khỏi sự sợ hãi là sao? Mời đại chúng phát biểu. Tức là tha chết. Nhưng mà tha chết rồi có bắt con nào vô thế chỗ này không? Không. Ông vua ngày đó chịu nhịn ăn thịt nai. Đó, cho nên ông vua này có tu không? Có tu. Có giải thoát không? Có giải thoát. Vì ông vua có giữ giới, ngày đó không có phạm giới sát sanh. Và ông vua đã nhận thấy lòng từ bi của nai chúa. Đó là ông vừa không sát sanh, để ông sẽ phóng sanh
tạo thành một cái sự bố thí. Và ông qua cái hành vi cao thượng của con nai chúa này, ông đã nhận thấy lòng từ bi, để ông cũng học hành từ bi. Cho nên ông mới ban lệnh ta ban sự thoát khỏi sợ hãi cho ngươi và con nai cái kia. Tâu bệ hạ, có hai con nai vừa được thoát khỏi sợ hãi, nhưng đàn nai còn lại thì thế nào? Bây giờ đàn nai nó vẫn sợ hãi. Này nai chúa, ta sẽ ban cho đàn nai còn lại thoát khỏi sự sợ hãi. Có nghĩa là vua hứa cái gì? Không sát sanh nữa. Quý vị phải hiểu cái chữ này, chứ nói thoát khỏi sự sợ hãi, cái lo dịch qua tiếng Anh, thoát khỏi sự sợ hãi tiếng Anh là sao? Rồi thôi hả, không hiểu gì cả. Từ Hoa Khai dịch dùm, thoát khỏi sự sợ hãi. Phật tư, kính thưa Thầy, thoát khỏi sự sợ hãi, mình gọi là to be free from fear. Nhưng mà cái fear gì nói dịch luôn nữa. Cái sợ hãi của bị giết hại đó. À, không phải chết không á, mà bị giết hại á, bị sát sanh á. À, free, yes. Rồi, sau khi nhà vua đã ban cái sự thoát, ban cho cả đàn nai thoát khỏi sự sợ hãi, thì con nai chúa tiếp tục bằng lòng từ bi rộng lớn của mình, bắt đầu tiếp tục đưa vấn đề. Tâu bệ hạ, cả đàn nai trong khu vườn được thoát khỏi sợ hãi, nhưng còn các con nai khác thì sao? Những con nai khác ở đâu? Ở trong rừng thì sao? Này nai chúa, ta cho chúng thoát khỏi sự sợ hãi, từ nay cũng không sát sanh bắn giết những con nai trong rừng nữa. Tâu bệ hạ, loài nai được thoát khỏi sợ hãi, nhưng các loài vật bốn chân khác thì sao? Có con nào bốn chân? Con thỏ, con gì nữa? Con dê, rồi con vân vân, nhiều con ha. Vân vân thì sao? Này nai chúa, ta cũng cho chúng thoát khỏi sự sợ hãi, hứa sẽ không sát sanh. Tâu bệ hạ, các loài bốn chân được thoát khỏi sợ hãi, nhưng loài hai chân thì thế nào? Hai chân là ai? Con chim, vân vân. Nhà vua ban lệnh rằng, này nai chúa, ta cũng cho chúng thoát khỏi sự sợ hãi, hứa không có giết luôn cái loài hai chân như con chim, con gì nữa? Con người. Con người hả? Rồi con gì nữa? À, vân vân. À, tâu bệ hạ, các loài chim được thoát khỏi sợ hãi, nhưng còn loài cá sống trong nước thì thế nào? À, thưa đại chúng, mình dám can đảm như vậy không? Nghe thoát khỏi sự sợ hãi mà mình được miễn chết là mừng rồi, là im lặng hoàn toàn. À, nhưng ở đây thể hiện tiếp tục tại sao nai chúa dám tiếp tục nêu lên phát triển lòng từ bi rộng lớn này. Đố quý vị biết. À, cầm micro. Vì sao mà dám nói chớ theo mình á ha? Nghe thoát khỏi sự sợ hãi cho chính mình là mừng quá rồi, im lặng luôn. Còn chung quanh kệ đi, chứ đừng có đụng tới, mất công mang quà. Dạ, mô Phật, kính bạch thưa thầy. Kính thưa Thầy, thì con nai chúa nó vừa có trí tuệ mà nó đồng thời nó phát triển lòng từ bi nơi nhà vua, và đó là một cách để nhà vua giữ giới không sát sanh. Rồi, mô Phật, mời từ Hoa Khai. Mô Phật, thưa Thầy, ngoài cái trí tuệ thì con nai chúa có cái lòng bố thí. Tức là cũng là một cái lòng không biết sợ hãi, cho nên mới dám nói ra những cái điều đó để mà tha tội cho những con vật khác, chứ không phải chỉ riêng mình. Nhưng cái căn bản của không sợ hãi này chính là vô ngã. Từ bi mà mình phải vô ngã. Còn mình có bản ngã thì mình bớt từ bi, cho đến khỏi từ bi luôn. À, cho nên tới đây thì
đã sinh cho loài cá. Nhà vua cũng tuyên bố rằng chúng, loài cá cũng được thoát khỏi sự sợ hãi. Như vậy là con nai chúa Tini Kroda đã giúp cho nhiều loài vật được thoát khỏi sợ hãi. Sau khi thuyết pháp cho vua nghe, nai chúa Nikroda đã sống tại vườn Thượng Uyển để tiếp tục khuyên vua tu hành. Và sau đó nai chúa mới kéo cả đàn đi vào rừng. Và bài pháp đã khuyên nhà vua như sau: Tâu bệ hạ, mong bệ hạ xử sự đúng chánh pháp đối với cha mẹ, con cái, vân vân. Không phải đối với loài vật, mà tiếp theo con nai chúa này đã nhắc nhở nhà vua nên đối xử với con người một cách đạo đức tốt đẹp, đúng chánh pháp. Dân chúng ở thành và ở tỉnh, để khi màn chung bệ hạ được sanh lên cõi thiên giới. Đó là lời thuyết pháp mà con nai chúa đã giáo hóa cho nhà vua sẽ đem chánh pháp bình đẳng, vô ngã, từ bi, bố thí đối với mọi loài, đối với loài người thì cư xử tốt, con cái đối với cha mẹ, cha mẹ đối với con cái. Và đối với dân chúng thì không phải chỉ tốt với những người dân sống ở kinh đô, ở tỉnh thành, mà ngay cả những nơi xa xôi cũng ban cái lòng từ bi khắp nơi như thế, không phân biệt. Để khi mạng chung, chính bệ hạ sẽ được một quả lành, giải thoát khỏi khổ đau, được sanh về thiên giới. Và sau một thời gian giáo hóa như vậy rồi thì nai chúa đã kéo cả đàn nai vào rừng. Và kết thúc câu chuyện thì chúng ta biết hai con nai đó là ai. Con nai hiền lành trí tuệ, gọi là hiền trí đó, thì chính là tiền thân của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Còn con nai chúa kia là ai? Luôn luôn là Đề Bà Đạt Đa. Phước đức gần nhau nhưng tâm hạnh khác hẳn nhau. Cái phước thế gian về hình tướng có vẻ như gần nhau, giống nhau, nhưng khác hẳn nhau về tâm hạnh. Thì đó chính là Đề Bà Đạt Đa. Rồi A Nan chính là vua. A Nan chính là nhà vua. Và thưa đại chúng, khi chúng ta đọc những câu chuyện tiền thân, chúng ta thấy giữa thầy trò vân vân nó có một sự lâu dài tiến tu nhiều đời nhiều kiếp. Và giờ này chúng ta chợt nhớ về ba giải thoát môn là cái gì nữa đây? Cái đó là một, nói rồi. Chúng tôi muốn nói loại thứ hai: không vô tướng vô tác, hoặc là không vô tướng vô nguyện. Có một cái là niết bàn, pháp thân niết bàn giải thoát. Pháp thân niết bàn giải thoát. Còn một cách nữa trong cái ba cổng của nhà thiền đó: cửa không, cửa pháp thân, cửa niết bàn, cửa giải thoát. Thôi đại khái hôm nay tạm dừng như vậy, rồi có gì sẽ bổ sung thêm trong những lần tới gặp nhau. Biển Phật pháp rất là thênh thang nhưng mà nó rất thực tế. Người nào mà không thấy Phật pháp trong đời sống thì chúng ta sẽ không có niềm vui khi thực hành. Khi nào chúng ta sống được với pháp thân thì chính là chúng ta sống với niết bàn. Và khi sống với niết bàn, với pháp thân thì chính là chúng ta đang giải thoát. Chúng ta sẽ thấy điều đó ngay trong cuộc sống. Mà pháp thân chính là chân tâm. Xin kết thúc buổi học hôm nay ở đây. Chúc tất cả huynh đệ tiến tu an lạc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem
công đức này hướng về cầm tân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đừng mong ai cho mình nụ cười, đừng quên đi phút giây hiện tại. Đừng mong ai cho mình hạnh phúc, ta quay về nương tựa trong ta. Hạnh phúc đâu phải đi tìm nhọc nhằn, đời đau thương ta quyết tâm thề nguyện, đường tu tâm sẽ là đất mới, thắm chánh niệm đem về nơi nơi. Đường tu thôi ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại, vì tình nào thương ta hơn ta đâu. Đường quy tâm bằng niềm cầu hơi thở, niềm tin yêu sẽ là nắng mới. Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, thắp chánh niệm đem nguồn yên vui. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình thanh thản, đừng mong ai cho mình no ấm, vì tình nào thân thương hơn tình ta. Dù bao lâu chưa nhìn được mình, đường ta đi con đường sang lạng, tình anh em sẽ là xương sống, thắm chánh niệm xây nhà của ta. Đường tu thôi ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại, vì tình nào thương ta hơn ta đâu. Đường quy tâm bằng niềm cầu hơi thở, niềm tin yêu sẽ là nắng mới. Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, thắm chánh niệm đem nguồn yên vui. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình thanh thản, đừng mong ai cho mình no ấm, vì tình nào thân thương hơn tình ta. Dù bao lâu chưa nhìn được mình,
đường ta đi con đường sang lạng, tình anh em sẽ là xương sống, thăm tranh niệm xây nhà của ta.